Nhìn chung là cái khối lượng cát thì một khoảng đường trường trạm mà đến đâu thì ở đó nó mới phát triển được. Thì cái đó là lý do mà ngay một lúc mà ta làm được. Đây nữa là các bạn thấy rằng là đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.